Hello mọi người nha. Nay đang đi ngoài đường thì gặp hai cô bé dân tộc sinh đôi nè mọi người. Muốn ăn đòn lắm rồi. Thèm đòn lắm rồi hả? Mày chịu đòn nữa không? Hay gì á? Wow. Bị ăn hết lỗ hả? À, bị ăn hết lỗ. Xong rồi. Mày tại sao hái lại ăn trộm thế này? Kiến nó ăn nè. Nhưng mà trái này sẽ ngon nha, vì trái này có gai. Trái này là trái có gai, chị cầm cái nón đi. Chị cầm nón đi. Đúng rồi, trái chị Phương là như trái khóm đúng không? Đúng rồi ạ. Trái nó cũng có gai ạ. Còn không, còn để thu hoạch không? Nhiều ạ. Có. Cái này là thơm nè. Thơm. Không có gai. Không có gai em tưởng là khó mà. À, không có gai là khó. Mà em không biết đâu, nói chung mỗi một lần. Gì? Không có gai là thơm. Không có gai là thơm. Có gai mới là thơm. Ôi trời ơi, mỗi một lần chọn nó nói một kiểu em chả hiểu. Mà khóm còn gọi là dứa. Mà dứa còn gọi là. Mà dứa với khóm á thì được gọi là thơm. Nói chung là thơm. Giờ nhà mình là kiến thức. Ở đây hết rồi nha. Bên đây nè. Vâng. Nhìn từ đây đó. Là thấy á. Qua bên đó đi. À. Wow, bả trái luôn hả? Không, cái kia còn hơn. Em thấy trong nó cũng vàng rồi nè. Này, cái này vàng dữ luôn nè. Rổ ơi. Ba trái, còn ba trái nữa chị ơi. Ông cái kia ôm ôm chắc đã đi. Không, được. Vậy là có thể ôm ôm. Đúng rồi, đúng rồi. Khá luôn chị. Vàng ơi. Không, ý trái này thì để hai cái này để lại đi. Chứ nó còn xanh mà. Còn ví dụ con nào nó ăn thì cho nó ăn thôi. Wow. Thu hoạch, thu hoạch. Ủa chị không bẻ cái cùi không bẻ cùi hả? Đem cái cùi về trồng nha. Qua bên kia con. Hai trái này thì chắc là cũng chỉ mai mốt thôi. Nhưng mà tôi để đi. Thu hoạch thơm xong rồi chuẩn bị đi xuống hái bơ nha mọi người. Đó, cái bơ phía trước đó mọi người thấy không? Túi chưa? Có bị dập không? Không, cái này còn xanh. Đây bơ quá trời trái luôn nè mọi người. Không hái được. Chỉ cho nó rụng thôi. Nhưng bơ này là bơ nước nha mọi người. Bơ gì? Hái không nổi vì không với bơ nước. Phải bơ nước không? Bơ nước. Đúng rồi, em nói bơ nước mà. Nghe gì bơ bút chứ. Bơ nước mà. Bơ nước ăn nó... Nước không? Đúng rồi, nó hơi dở. Nhưng mà dù sao dở nhưng mà có hơn không anh em. Nó cũng có chất mà. Đừng leo lên hái bơ làm clip để đời nha Phương. Chị bớt nói lại nha chị. Chị Ngọc ơi. Hả? Đưa cái nón đây. Đây.
One, two, three. Chắc đủ ở Phương nhà còn nhiều lắm. Không, em sẽ hái những quả nào mới lên quả. Hồi ở dưới em thấy mà. Đi xa cành nó mỏng á. Đây nè. Được rồi. Trời rớt mẹ trúng đầu nữa. Em mua hai cái trái này nè. Bà cô ơi. Thôi được nha. Để chờ trái đó nó tự dựng mà. À. Bố băng tại chỗ hả? Cứ ngắt à. Như trái nãy gì lụm. Như cái trái nó gì lụm, chị Phương như lụm trên cây thì nó chưa nó còn cứng mà bị khô cuốn hả, nó rụng là do khô cuốn hả? Đúng hả, nhiều khi nó rụng non cũng nó không có rụng mà chứ đâu phải cái già nó có rụng đâu. Đây mấy trái tím là chị Phương mà hơi xa nha chị. Ôi ơi 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 nào. Trời ơi. Chi vậy? Sổ tích của em. Trèo cây. Đây chị. Hảo la. Nhảy xuống đây. Gì vậy? Còn trái chị Vương, còn trái này kìa. Đâu, chuẩn bị mọi người xem một cú nhảy. Còn trái này kìa, thấy không? Trái nào? Đó. Trái này luôn đúng không? Đúng rồi, ngay gần trái nãy chị hái đó. Nhiều khi này thôi không? Mà trò chơi nhỏ gây hậu quả nghiêm trọng quá trời. 1, 2, 3. Hổng vấn cái bơ nãy giờ mình đang hái là bơ của ai chị? Bơ chi vậy? Bơ này là bơ nước, thấy bên đường chứ. Nhưng mà bơ nước ở quê không thấy ký tên của ai hết. Bơ nước ở quê mọi người ta cũng không ăn mọi người à. Tại vì bơ nó nhạt nhát à. Cơm nó mỏng nữa. Thế khi nào ăn vui review. Có sơ nữa đúng không? Ờ, nó có sơ mà cái chung là nó nhạt cái nó bị nước nước á. Rồi đi về. Đủ ăn chắc khoảng 2-3 bữa. Ăn gì lắm đấy cô. Lấm cùi về trồng nha mọi người. Không có bỏ sót gì hết. Giết nhầm còn hơn bỏ sót nha anh em.